Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề phòng tắm phần 2. Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề phòng tắm. Số 1 là khum là cái lượng. Số 2 là bát là cái chai bồn tắm. Bát là cái bồn tắm. Số 3 là toilet. Là chỗ đi vệ sinh. Toilet là chỗ đi vệ sinh. Số 4 là lý sơ là da cột râu. Lý sơ là da cột râu. Số 5 là electric fisher là da cột râu bằng điện. Electric fisher là dao cạo râu bằng điện. Số 6 là mưu dép đi trong phòng tắm. Dép đi trong phòng tắm. Số 7 là toilet roll holder. Toilet roll holder là dụng cụ mang giấy vệ sinh. Số 8 là sambal là dầu gội đầu. Số 9 là sơ biết nghĩa là kia để xà phòng. Số
không, không là cái lửa. Batch, bắt thời là bọn tắm. Toilet, toilet là chỗ đi sinh. Fisher là dân cầu rau. Electric, electric fisher là dân cầu điện. Mew là giáp y công nghiệp, phòng tắm. Toilet, 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 toilet là dụng cụ mang giấy sinh. Sambo là dụng cụ đầu. Shop đĩa để xà phòng. Mình xin kết thúc từ vấn tiếp theo chủ đề tầm tóc của mình tại đây.